Sáng nay tại một số chợ đầu mối, chợ truyền thống phía Nam Hà Nội, nguồn cung thực phẩm tại các chợ vẫn cơ bản đáp ứng song giá cả tăng mạnh. Anh Hưng, Phúc La, Hà Đông cho hay đi chợ đầu mối từ sớm để nhập hàng, nhưng sáng nay lượng rau xanh khan hiếm, phần lớn là củ quả. Tuy nhiên giá cả tăng chóng mặt trong khi lượng hàng không có nhiều, nên anh cũng chỉ lấy được 2/3 lượng hàng so với ngày thường. Đặc biệt rau xanh như rau muống, rau ngót, rau mồng tơi giá tăng lên tới 15.000 đến 20.000 bó nhưng khan hàng. Các loại củ quả có giá dao động 45.000 đến 50.000 đồng trên kg, đậu đũa có giá 45.000 đồng trên kg. Tại chợ nhiều quầy hàng đóng cửa nghỉ bán. Nhiều tiểu thương cho hay do mưa bão liên tục cả đêm nên đến sáng nay nhiều tiểu thương không kịp chạy chợ. Nguồn cung hàng hóa dù không thiếu nhưng do bị ảnh hưởng mưa bão nên việc thu hái rau xanh, vận chuyển gặp khó khăn. Ghi nhận tại các chợ truyền thống như chợ Văn Quán, chợ Hà Đông, nguồn cung ứng thực phẩm, rau xanh vẫn đảm bảo, song giá cả hàng hóa đều tăng. Chị Hương, Vạn Phúc, Hà Đông cho hay sáng nay ngày 8 tháng 9 đi chợ giật mình vì giá rau tăng chóng mặt. Tại các siêu thị, do đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng từ trước bão nên nguồn cung hàng hóa cơ bản được đảm bảo. Do từ ngày 6 và ngày 7 tháng 9 khi người dân đi mua sắm đồ dự trữ trước bão tăng gấp 3 đến 4 lần so với thông thường nên các hệ thống siêu thị đã chủ động bổ sung thêm nguồn hàng. Tuy nhiên do khó khăn về vận chuyển, đường xá bị cản trở do ảnh hưởng mưa bão nên nhiều nhà cung cấp không đi giao được hàng, chủ yếu là mặt hàng thịt heo. Do ngày 8 tháng 9 mưa bão lớn nên nhiều hệ thống siêu thị đóng cửa sớm, lượng hàng dự trữ vẫn còn. Về giá cả hàng hóa, đại diện Coopmart cho hay mặc dù ảnh hưởng do mưa bão khiến nguồn cung và vận chuyển hàng khó khăn nhưng siêu thị cam kết không tăng giá bất cứ hàng hóa nào, đảm bảo giữ giá bình ổn cho người dân.